là gương gạch. Thì gặp một cái anh Shida đây. Anh Shida quay trở lại ha. Đó, thì đầu tiên mọi người hãy subscribe kênh, like, share video ha. Hôm nay là chủ nhật, đúng không Tuấn? Dạ. Tiếp tục một chuyến đi ngày gọi là đi tour hả? Đi món hả? Móc tour. Đây là Bình Tân không, quận 6 đó. Ờ, đây quận 6 à. Quận 6 à. Ờ, nó vô khu Bình Tân, nó chung lại giữa giữa quận 6, giữa Bình Tân á. Ok luôn. Nikia. Nikia tắc in màu đen. Uma nè, Uma Vintage nè. Nè, nè, Uma Vintage. Ồ, 80S nè. Hay rác nè. Xấu quá. Nó mỏng quá nè. Một lớp 80S. Rồi đi không? Lát này mình còn nhiều lắm, cho nên là thôi không chơi nữa. Uma, ấy gì, Uma. Ủa, nhớ con búa ở đây. Đó, con lúa màu tím luôn. Mất tàn. Mất tàn con lúa nha. Evisu, xin mời ghé Evisu. Đó, thì ở đây lượm được cái quần 505 về phận ha. Rồi, còn bây giờ là địa điểm kế tiếp. Bây giờ là 12 giờ trưa. Thì dạo một vòng đi tới Bình Chánh luôn à. Đang hỏi địa chỉ, có một chỗ hả? Chạy này miếng có quán bò, quán đồ Shida. Dạ. Nằm ngoài đường luôn. Để đi thử. Chỗ này là bên ngoài là bán thịt bò, bên trong thì bán đồ. Đẹp không? Đẹp quá. Đẹp thì để đây. Check in hỏi giá lụm cô. Giỡn hả Tân? Dạ. Giỡn á. Chơi chưa? XL luôn. Nikia tác ân. Thì có thể là xe rất một chị, nhưng mà không có hiểu còn không làm. Tao ai thấy cảnh này không? Mua một bán lời có 100 lần, nói lên nói xuống. What? Tuấn. Tác ân. Ừ. Con này tắt rồi mới đã. Mình tắt rồi chắc xỉu. Chơi không? Hả? Màu khó hả? Euro World à. Nè. Chăm với ta. Revive 501. Căng. Kiểu này căng phết. Ha 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 ha. Yeah. Ui. Đẹp quá thật. Bành nào nữa. Gì đây? Này. 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 Bự quá. Gì? Bự quá. 23 nha. Chết. Vô kèo luôn. Lấy luôn. Nhà em nhỏ quá. Là sao? Trời em nhỏ quá. Để nhiều đồ quá mà. Ok, hỏi giá thử. Được gì? Học em nè. Device này suy nghĩ. Nike này sao? Sao kiểu nó bự quá. Mà sẽ chỉ ngoài chỉ luôn á. Ừ. Căng lắm ấy. Sao cái này bụi thôi. Bụi không, nhưng mà trắng. Ừ. Thiêu nha. Khả năng cao nó kỳ thì không ngon. Quá lại nha. Ở đây là chợ Quỳnh Châu Sổ. Ờ, đúng không ta? Bình Lức. À, chợ Bình Lức. Quỳnh Châu Sổ. Châu Sổ. À. Bây giờ anh em tôi sẽ đi móc đồ xi kiếm tiền của shopping. Muốn shopping em. Đây. Có một cái ước mơ rất là đơn giản. Chúng tôi chỉ thấy nỗi buồn. Có cùng gặp kìa.
lựa sao cho lịch sự không, lá cục gạch nó lên đầu á. Có ngựa lớn nha, ai chơi ngựa lớn không nè. Có khi nó còn sao đâu. Ây cha, nói gì vậy ta, cái thằng quá trời mà cái áo này buồn. Không lẽ tổ đồ si không đổ sao, đi từ Sài Gòn xuống tới Long An không cho được một cái con Evisu nào sao? Không cho được một cái con Evisu nào sao? Ít đòi hỏi quá hả? Em là ít lắm, ít thôi. À, đòi cái gì được không? Giống như đi này là để cho anh Tuấn lựa vậy? Cứ cầm camera rồi cầm một tay lựa. Không lại được. Làm sao mà lại nó? Bình thường nó làm không lại rồi. Ý, tao thấy rồi nè, tao thấy rồi nè. Không mua luôn. À, Pina này nha. Rồi luôn. Rồi luôn. Ơi sao vậy, nó mỏng nữa. Em chết. Chết hàng luôn chứ nè. Rồi. Rồi rồi. Bố cục hả? Không thèm coi luôn hả? Nó xài rồi. Cầm cái giải đâu thấy không uy tín luôn rồi đó. Không đồ bán tên, không đồ, không đồ, không đồ. Từ Sài Gòn về Long An, sau đó thì chủ yếu đi kiếm à, đi móc đồ si kiếm tiền mua sầu riêng à. Bây giờ mục tiêu là không phải là kiếm tiền đủ xăng nữa mà kiếm tiền mua sầu riêng ăn. Ừ, trong cuối cùng bây giờ dính mưa, chưa được cái món gì ưng ý. Được đúng gì, đứa được cái áo thun. Đứa được cái áo thun về bận. Rồi xong, giờ đứng trú mưa. Không biết là bao giờ mới hết, nếu mà chui chui nữa mưa tới chiều là xong. Cuối cùng cũng tìm được vài tiệm ha. Ở thành phố Tân An nha, nhưng mà chưa biết có gì hay không. Vô. Ồ, 90F luôn. Giống Việt Nam, xuất khẩu ở trên Việt Nam rồi anh ơi. Việt Nam đúng không? Dạ, Việt Nam. Nhìn nguyên rồi. Chờ leo quá. Căng lẹo, căng lẹo. Chờ leo luôn. Cái này giống đồ gì nha? Cứ coi thử thanh chua không? Đắt kìa. Nãy chạy ngang thấy thì rất là vui, giờ rất là buồn. Chứng mê ép. Sẽ ép. Đây, trời. Sẽ ép. Sẽ mờ. Đây, còn là vậy đó. Nhìn sơ thì nhìn sơ là hơi tụt mút. Nhưng mà thôi, tiếp tục đi ha. Rất là nhiều đồ luôn. Đó. Nghe đào thôi. Levi's. Levi phải không? Mình thấy Levi nha. Tung 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 tung. Nào. Nó là loại gương gạch. Mì nắng đẹp, mì nắng chuông. Này tiền xăng rồi. Tiền xăng hả? Mua đồ xi được khuyến mãi 2 cái trứng thằng lại. Đem về luộc ăn. Đem về nuôi nha. À, cái đâu nuôi. Đây là như vậy đó thì biết là nó cũ như thế nào rồi nha. Rất là nhiều đồ luôn. Thì ở đây có đồ mới nè, đồ cũ. Đây. Đâu, lụm kẹo. Cái quần đẹp. Ô, cái màu đẹp. Công nhận cái màu này đẹp. Màu cái môn. Đó là lấy nha. Quách. anh là địa chỉ mình, shop mình là bao nhiêu anh? 82 quốc lộ 1A. Tân An hả? 82 quốc lộ 1A phường 5 Tân An, thành phố. Thành phố Tân An đúng không? Dạ, anh tên gì ta? Anh Năm. Shop anh Năm, mọi người ở gần Long An thì lại ủng hộ shop anh Năm nha. Shop là Si Kim Ngân. Si Kim Ngân. Cuối cùng thì gặp một cái em này, chưa hỏi giá nha. Chùa đẹp. Nhà với nhau quá, con quá trời luôn. Ồ đẹp. Cái đó của tôi nha.
Cái này của tôi nha. Chốt đơn, tôi bận đi làm nha. Tự nhiên có hứng à. Nam thanh niên sau khi mà moi được những cái mình ưng ý rất là phấn khởi. Sau khi dính tiền xăng, dính mưa, sau khi một ngày kiểu là đi 100 cây số không được cái gì hết, giờ được đóng này đã chết cho mọi người xem. Đây, nam thanh niên, chân dung nam thanh niên có biểu cảm nghĩ sau khi moi được 2 cái ok. Là 3 cái luôn chứ. Ống em được có con lọt qua ấy, là cái con đỡ phải à, 2 cái hả? Nó ọc qua đẹp lắm, lấy bận đi làm nha. Xuất sắc luôn, em có nguyên 1 set luôn anh. Đẹp em quá có cái áo, em có cái áo camo ọc quay màu y chang vậy luôn. Nó lấy nha. Không mà đẹp, đẹp khổ lắm á. Đúng gu. Đúng gu em luôn. Thôi lấy áo khác, tôi lấy cái quần. Cái bẩn. Cơm mày. Cơm mày đẹp. Áo này đẹp nè. Trời ơi, ngắn tay này thơm. Trời ơi, bận đi làm. Nữa hả? Trung bộ luôn hả? Ừ. Thôi, đi làm tao bận áo ba lỗ mới. Bận đi làm ba lỗ. Holy shit. Cha. Chạy đi. Xuất sắc. Em đi xù. Đây là cái kết quả sau một ngày dài chờ đợi. Ngày dân chơi nhìn ra là biết ngày là gì rồi. Này, nhìn cái là biết gì liền. Tiếp tục. Thực đơn bữa nay đa dạng quá. Cái này thì nó bình thường nhưng mà được cái đẹp. Nó vô mùa mưa rồi, chọn những cái áo này là chính nhất. Nam thanh niên được cái áo khác đi mưa. Này nó mua vô rồi, được. Cái này để dành đi tour cũng ngon à. Cũng được tỉa luôn đó. Đi Đà Lạt. Ok không? Soạn đơn. Sau khi săn được những món mà yêu thích hả? Đây, địa chỉ. Shop Kim Ngân, quốc lộ 1A, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thì ở đây anh Năm là chủ nhật khui đồ Nam nha. Thứ năm chủ nhật là anh Năm khui đồ Nam. Thứ năm khui đồ nữ. Hai Burberry. Burberry cũng chó. Burberry cũng chó. Được cái gì không? À, dạ được chị, 2 bịch. Thế này, chủ dạ, nhật tôi nghe chị. Chủ nhật nào chị cũng khui hết. Dạ. Muốn khui đồ nữ thì thứ năm. Còn mà đồ Nam thì chủ nhật. Dạ. Còn mai mốt là lên lầu phòng VIP. Dạ, ok chị. Không à? Dạ, dạ. Ừ, đó. Đó. Ê, chủ nhật tuần tới chị em mình khui bomber. Chủ nhật. Ông có bom bơ. Lại ngon luôn nha. Dạ. Con nó lâu lắm rồi bữa nay mới có. Thì chắc là chạy xuống. Tranh thủ. Dạ dạ cái dạ. Đó là hồi nhiều người sang á. Dạ. Nó nhiều lắm. Dạ rồi để em tranh thủ cho. Rồi. Đó thì đây là thành quả, thì có gì sẽ review sau ha. Review sau rồi. Video ngày hôm nay là chắc cũng rất là dài rồi. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Bye bye.